bao nhiêu ước mơ của mình đã tan thành mây khói. Mình muốn học để sau này làm cô giáo cũng không còn được nữa, bởi vì mình nghèo quá, lấy tiền đâu để đóng tiền trường và lo cho ngoại. Ngoại ơi, em ở đây với ai? Dạ, với ngoại. Ngoại em đâu? Ngoại em đau, nằm bệnh viện rồi, cô ơi. Thảo, đừng, đừng cô. Áo em dơ lắm. Tội nghiệp em quá. Thảo ơi, sao em nộp đơn xin nghỉ học vậy? Tại vì nếu trễ năm nay, em có thể còn có ngày học tiếp, nhưng ngoại của em mà không có cơm, không có thuốc thì không thể nào sống được. Vì vậy mà em phải nghỉ học để mua bán kiếm tiền lo cho ngoại của em. Trong cơn đau yếu, bà nhà của em thì quá ư tung thiếu, làm có mướn. Nhưng tới bây giờ em đành phải bó tay. Thảo à, em đừng bó khó khăn, em đừng có nản lòng. Cô sẽ giúp em những gì cô thể được để em được yên lòng học tiếp từ đây. Hãy hứa với cô là em đừng nghỉ học, phải xây đắp tương lai để chăm sóc cho bà. Và để bà vui khi em được nên người. Em cảm ơn cô đã vì em mà bận tâm, nhưng nhà em còn không đủ ăn thì lấy tiền đâu để đóng học phí. Thảo, miễn em đừng nản chí, còn mọi việc khác cô sẽ cố lo lắng cho em. Không, xin cô đừng lo cho em, cô đã giúp em nhiều quá. Cô càng bận lòng, em càng sai sức. Thảo à, khi cô tình nguyện đi dạy ở vùng sâu, vùng xa,
thì cô đã vì các em mà chấp nhận tất cả. Nếu em chối nhận sự giúp đỡ của cô thì em đã phụ tình cô và làm cho cô phải đau buồn. Khi hiểu sơ qua hoàn cảnh của em là cô đã sẽ lòng. Bây giờ tận mắt chứng kiến mảnh đời khốn khổ, cô càng thấy tim mình chua xót nhiều hơn. Hoàn cảnh của cô cũng chẳng khác gì em. Hồi đó cô cũng phải vừa làm vừa đi học. Cô phải vượt qua trăm ngàn gian khó mới có thể đắp xây cuộc sống sau này. Em đã cố làm mọi việc để có tiền đi học, nhưng bây giờ em không thể nào kiếm đủ tiền để nuôi ngoại và đóng học phí. Cô sẽ xin ban giám hiệu miễn học phí cho em, nhưng em cũng phải đi làm. Thì em cứ đi làm ngoài giờ đi học. Thảo, đây là lá đơn xin nghỉ học của em. Em có thể giữ nó để làm kỷ niệm. Kỷ niệm tuy không vui của thời đến lớp, nhưng khi thấy nó thì em phải dùng lên. Để đừng bao giờ em viết thêm lá đơn làm khổ tâm em và làm đau lòng cô giáo. Sáng mai hãy dậy sớm để cùng cô vào lớp, cô sẽ chở em đi cho tới lúc ra trường. Em không biết nói gì để cảm ơn cô, vì tấm lòng cô như trời cao biển rộng. Em xin hứa sẽ luôn luôn đi học để không phụ lòng thương mến của cô. Cha mày, đi sao mà lâu quá mới về vậy con? Làm nỗi nhớ thế mồ hả? Thì con cũng nhớ nội vậy. Nhớ nội? Dạ. Có thiệt không? Dạ thiệt mà. Nhớ thì con nói nhớ, chứ con đâu có dám nói dối nội. Vậy là tốt. Ủa, mà bữa nay con không có đi dạy học sao? Dạ hôm nay chủ nhật mà nội. Vậy vậy mà nội cũng quên nữa chứ. Đâu, có chuyện gì vui buồn gì đó kể cho nội nghe coi. Không có chuyện buồn, mà chỉ có chuyện vui thôi. Chuyện vui? Chuyện gì mà làm con vui vậy? Kể nội nghe coi. Dạ, con có một đứa học trò, học rất giỏi, nhưng vì nghèo quá nên định bỏ học. Con đã xin ban giám hiệu miễn trọn học phí, và mỗi tháng con cho nó thêm 200.000 đồng. Rồi mỗi ngày con tới con chở nó đến lớp. Kết quả là con nhỏ đã học giỏi hơn trước nữa đó nội. Vậy? Dạ. Nội, nội sao vậy? Nghe con kể, thấy con biết thương người và làm việc nghĩa, nội vui. Nhưng khi nhớ lại mình, nội buồn lắm con. Ai làm nội buồn vậy nội? Là con đó. Nội, nếu con có lỗi, nội cứ rầy con đi, chứ sao nội lại buồn? Con làm nội buồn, nhưng con không có lỗi, và nội cũng không thể rầy con được. Sao vậy nội? Nội nói vậy là sao? Bởi vì
Nội chỉ có mỗi đứa cháu là con, mà nội quý yêu còn hơn cả đời mình. Nhưng con đi dài xa, bỏ mình nội ở nhà, nên theo tháng ngày nội thấy bơ vơ, nội như con tìm cả ruột gan, và cứ mong mong con về. Nhưng con về rồi con lại đi, vì là giáo viên nên con phải tới làm tròn bổn phận của con, sao nổi lại u buồn làm cho con phải buồn lấy. Nhưng tại sao con lại không xin dạy ở trường gần để nổi với con được sống cần, mà lại tình nguyện đi dài xa? Tại vì những trường ở vùng sâu, vùng xa đang thiếu thầy và cô giáo. Nhưng con thuộc gia đình chính sách, hoàn cảnh đơn chiếc, mà nội có quen biết với lãnh đạo, nội có thể xin con về dạy ở thị xã được mà. Nếu mọi người đều dựa vào sự quen biết mà xin dạy ở trường gần, thì lấy ai, lấy ai đem cái chữ đến cho học trò ở những vùng xa hả nội? Con à, nhưng nội muốn con dạy ở trường gần vì nội chỉ có mình con thôi. Vì chỉ có mình con nên con xin nội, con xin nội hãy chiều con mà cho con làm theo ý của con nghe nội. Nội à, nội thấy không, ba con đã hy sinh cả máu xương để mà giữ nước, thì con phải tiếp bước ba con để đắp xây cho thế hệ sau này. Tuy tài sức của con tạo ra sa mạc, vô số giọt nước trong lành mới góp thành đại dương. Khi con tới trường tỏa lạc ở vùng xa, con mới thấy sự tình nguyện là có nhiều ý nghĩa. Vì học trò của con có quá nhiều gian khó, mà con phải tiếp tay để xoa dịu đôi phần. Quay về để được cần thề.
Ôi, cháu yêu quý của nội. Nội.